chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 21 tháng 10, 2019. Và hôm nay hai vợ chồng mình sẽ quyết định làm hiên cho cái chòi. Do hồi trước hai vợ chồng mình dựng cái chòi này mục đích là để đến mùa mới ở ấy, thì mình không có làm hiên, còn bây giờ thì quyết định xuống đây ở luôn rồi thì mới làm hiên. Chiều hôm qua tụi mình đã dựng được cái khung trước rồi, chỉ có 3 cây đòn tay thôi. Do đợt này tụi mình làm là chỉ có sử dụng tôn rồi mấy cái cây cũ tận dụng lại để mà làm hiên thôi ấy, nên cũng không có mua sắm cái gì nhiều, có cái gì thì làm cái đó thôi. Đây là cái nền của cái hiên mà sáng nay mình vừa mới cuốc ra cho nó bằng hơn á. Tuy mình san chưa bằng lắm nhưng mà tạm thời là mình sẽ làm cái mái hiên trước. Do lâu lâu chồng mình mới lại một bữa không có thời gian để mà làm, nên bây giờ là sẽ dựng cái mái, sau đó là mình sẽ san bằng nó sau. Tấm tôn nữa mới hoàn thành cái mái hiên, nhưng mà trời mưa không thể làm tiếp được nữa. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.